chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Màu TV. Hôm nay mình sẽ thể hiện gọi là sức mạnh đàn ông nói này, này chắc này gọi là sẽ chơi nhất dương chỉ nhé, đây là nhất dương chỉ của phái không động, không động có cả lung tung quyền, nhưng mà hôm nay mình sẽ thể hiện món nhất dương chỉ. Tao tao tiền à? Không. Tao tao gì? Anh xin em cho cái này vào trong chai này đâu. Tao cho được không, không phải cho vào nắp này đâu. Cho vào nắp thì cho vào nắp lít nữa. Biến vào trong chai luôn. Cái gì? Dạ. Cái gì? Ừ? Cái gì? Cái gì? Cái gì nhé? Hả? Em làm xem. Cái gì? Nếu mà em làm được sao? Ôi, ra mới thích cái gì? Cứ làm cái này, rút lỗ đít rồi. Cái gì? Như thế nào? Hả? À? Mày cho vào trong chai được á? Chú được vào trong chai luôn. Mày cho vào trong chai mình rút luôn vào lỗ đít. Ok, tao xưa, tao yểm ra thêm tí bùa nữa. Đấy, bao giờ đấy? Bao giờ? Anh ngó vào trong này trong có. Thank you.
Nhìn tao này, nhìn tao này hả? Nhìn vào phao à? Hây! Ai xa! Chạy em nhỉ, em nhỉ? Em lắm, em lắm, đây, nhảy đây. Em nhảy vắt, nhảy đây. Nhảy cái chỗ nào đây? Tâm này đến không? Không, vào đêm tí, vào đêm tí. Đấy gì? Rồi, 1, 2, 3. Sao rút phao của em?